Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn tiếp tục series những phụ kiện âm thanh của nhà Boza. Và bây giờ mình bật mí một chút xíu này, đây chính là một phiên bản mini. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình đi khám phá thử xem được sản phẩm nhé. Tay mình đây thì chính là chiếc mic không dây nhà Boza với phiên bản mini BIX-M6 F1 mini và S2 mini. Với F1 mini thì sẽ có một bộ phát và một bộ thu, và S2 mini là hai phát và một thu. Và với chiếc mic này thì sẽ thích hợp cho những bạn nào mà xài smartphone này, máy tính bảng, máy ảnh hoặc là máy ghi hình. Bây giờ thì hãy cùng mình đi so sánh thử xem với bộ mini này nó sẽ khác nhau gì so với bộ tín hiệu của nó là BIX-M6 F1 và S2 nhé. Ta-da! Trên bàn mình đây thì mình vừa mới unbox hai bộ mic không dây nhà Boza phiên bản F1 mini và F1 thường. Thì bây giờ mình sẽ nói điểm giống nhau trước. Thì về cơ bản ở đây thì đều có 4 dây kết nối là giống nhau. Thứ hai nữa là ở đây thì cái phạm vi hoạt động của nó lên tới 100m nếu như mà các bạn đang ở trong một cái điều kiện môi trường lý tưởng và không vật cản. Và tiếp theo nữa là chính là ở đây thì chiếc mic này là có chế độ thu là omnidirection, tức là các bạn thu ở đằng trước và đằng sau, mang lại một âm thanh trung thực và rõ ràng nhất. Điểm tiếp theo giống nhau nữa đấy chính là dung lượng pin. Ở đây thì với cái bộ Gen Mister thì có dung lượng pin là 4,5 giờ đồng hồ và bộ receiver là lên tới 7 giờ đồng hồ. Còn bây giờ thì hãy cùng mình tiến tới phần sự khác nhau của hai bộ F1 mini và F1 thường nha. Đầu tiên thì đập vào ngay trước mắt thì như các bạn thấy đấy, chính là cái phần túi đựng. Ở phía bên F1 mini thì cái túi nhìn nó sang trọng hơn, còn F1 thường thì mình xài túi da bình thường thôi. Tiếp tới cái phần nhân vật chính của chúng ta này, chính là bộ receiver và Gen Mister. Về cơ bản thì bộ receiver thì nó sẽ đều giống nhau hết và có màn hình OLED. Tuy nhiên một cái điểm khác biệt to lớn đấy chính là bộ Gen Mister. Đấy, mình đang cầm trên tay đây chính là một Gen Mister. Các bạn thấy đấy, nó đã siêu nhỏ gọn như thế này rồi, thế nên là đã lược bỏ được cái mic lavalier và cái màn hình OLED. Khi mà các bạn gài lên áo như thế này, nhìn nó cũng sang trọng hơn nữa, nhìn nó cũng rất là gọn hơn nữa rồi đúng không ạ? Và để hỏi ý kiến của mình xem là mình thích cái bộ nào hơn, thì khi mà Boza ra một cái chiếc mic không dây phiên bản mini thì mình rất là thích cái bộ mini này. Đầu tiên là nói là về cái hình thức bên ngoài nó rất là xinh xắn rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cái độ gọn nhẹ của nó nữa. Các bạn có thể dễ dàng mang đi khắp mọi nơi, không có chiếm diện tích nhiều. Và theo như cái ý kiến của mình nha, ý kiến riêng thôi, thì mình đương nhiên là mình sẽ chấm cho bộ F1 mini này là phải 9 trên 10 tới 10 trên 10 đấy. Nói chung là bây giờ mà để hiểu, để xem là nó được đạt 10 trên 10 hay không, thì hãy cùng mình đi tới cái phần test xem là cái chất lượng âm thanh của F1 mini ra như thế nào nhá. Được thu trực tiếp từ chiếc mic này. Và sản phẩm này thì đang có sẵn tại Kinh Con Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye.